hôm nay mình sẽ làm một clip tập hợp một cái dòng micro mới của Mỹ, đó là dòng micro laptop M1000. Trong đây phụ kiện sẽ là bao gồm CLCP, đây là đầu thu micro công đây. Thì trên đây thì những cái cơ bản cũng giống như những dòng micro có trên thị trường là sẽ có tăng giảm âm lượng của từng micro, nút set để thay đổi tần số hoặc những cái chức năng sâu hơn trong đó, nút nguồn. Ở nút nguồn thì họ thiết kế là có khắc thương hiệu laptop trên đó luôn. Và đây là cái mã của micro M1000, bên đây là kênh B. Thì theo mình đánh giá thì họ thiết kế cũng khá là đẹp, nhưng có một cái mình không thích lắm là có một số chi tiết họ in trên đây mình thấy nó có vẻ không được sắc nét lắm. Sau lưng đầu thu thì sẽ có hai ngõ để mình gắn tem, một cái đường ao dây 6 ly. Khi mình ao bằng cái cổng này thì mình chỉ cần một dây thôi là mình sẽ hát được cả hai micro. Đây là nguồn cấp cho nó. Họ sẽ trang bị cho mình thêm hai cái bass để gắn hai bên cái đầu thu micro, hai cái chống lăng micro, hai cái bọc đuôi micro, cũng khá là tỉ mỉ và bảo vệ micro của mình. Một dây 6 ly, chuẩn bị cho mình sẵn dây 6 ly và một đầu là dắt hình chữ U. Đây là cục nguồn cấp cho đầu thu, nó ngắn xinh xắn. Và cái nguồn này nó đặc biệt cái là nó sẽ trang bị cho các bạn sẵn là nguồn autobone nha các bạn, là các bạn có thể xài ở khu vực điện yếu hoặc là những người nào người ta mang đi nước ngoài á là người ta có thể xài không cần phải đổi nguồn hay gì hết. Đây là hai anten mắc sóng gắn vào đầu thu micro. Bây giờ mình sẽ coi cho các micro. Cái tay micro họ thiết kế cầm rất là chắc chắn và nó đầm tay, nó không nặng quá mà cũng không nhẹ quá. Cái ren họ thiết kế khi mình xoay ra xoay vào như vậy nó rất là mượt nha các bạn, nó không có bị rít.